là cô gái luôn quan tâm để việc chăm sóc sắc đẹp thì hẳn sẽ không thể thiếu được những chiếc mặt nạ trong túi đồ skincare của mình. Có bao giờ bạn gặp vấn đề khi những chiếc mặt nạ được cất đầy trong tủ nhưng bạn lại không biết đâu mới là sản phẩm thực sự tốt dành cho mình, và có bao giờ bạn cảm thấy bị hoang mang với rất nhiều các loại mặt nạ đang xuất hiện trên thị trường. Mặt nạ Sexy Look được sản xuất bởi hãng Sexy Look ở Đài Loan và có mặt trên thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 10 năm 2019 với châm ngôn vẻ đẹp của bạn là hạnh phúc của chúng tôi sexy look luôn đem lại sự tin tưởng khi mang những sản phẩm đến tay người dùng nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm của sexy look đều được nhập khẩu trực tiếp từ nhật bản với sự kiểm định khắt khe để mang sự hoàn hảo về chất lượng sản phẩm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và đem đến những vẻ đẹp tự nhiên thu hút cho mọi cô gái, mặt nạ sexy look có nhiều loại, dù da của bạn có khô ráp nhiều mụn hay là da nhạy cảm, cũng đều có thể lựa chọn được loại sản phẩm phù hợp nhất cho làn da của mình. Mặt nạ sexy look chàm trà chà là sản phẩm đang đứng đầu bảng xếp hạng trong chuỗi sản phẩm mặt nạ của sexy look ngay từ tên sản phẩm. Bạn có thể biết thành phần chính của mặt nạ này là tinh dầu chàm trà chà với rất nhiều công dụng như chống nhiễm trùng trị mụn ẩn, mụn trứng cá, do nó giết chết các vi khuẩn, vi nấm và làm hạn chế các phản ứng dị ứng trên da, bên cạnh đó. Mặt nạ chàm trà chà còn được bổ sung thêm các thành phần dưỡng chất khác như axit salicylic giúp tẩy tế bào chết, làm sạch và xe khít lỗ chân lông. Giảm sưng do mụn và ngăn ngừa mụn nhọt quay trở lại, chiết xuất hạt đậu lăng, giúp loại bỏ dầu thừa, làm sạch sâu trong da. Khiến da bạn luôn trắng sáng và điều trị các vết thâm do mụn để lại, mặt nạ được làm từ cotton không dệt và đá obsidian hỗ trợ việc thải độc chống độc cho ra hiệu quả bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm mặt nạ đen sxylook -E cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như mặt nạ chàm trả sxylook -E bán ở đâu mặt nạ đen sxylook -E có tốt không xem hết video này để rõ hơn nhé Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Mặt nạ đen Ok -E có tốt không? IA bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm mặt nạ đen ok -E Sau khi từ thời điểm mới tung ra thị trường mặt nạ đen Ok -E có giá lên tới 289.000 đồng, nhưng bạn đừng lo lắng trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 144.000 đồng, so với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết, mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả. Hàng nhái, khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm, một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn dễ thương quan tâm đến người mua hàng sau khi đặt hàng xong bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức mặt nạ đen sxylo -E cây mua ở đâu sxylo -E cây một thương hiệu chăm sóc da nổi tiếng của đài loan điểm đặc biệt của hãng này là mọi nguyên liệu công nghệ sản xuất đều xuất xứ từ nhật bản được Đài Loan giám sát thực hiện khắt khe, vậy mặt nạ sexy look có tốt không, nên dùng loại nào, sexy look là một hãng chuyên cho ra những sản phẩm mask đen. Dòng mask này cực hiệu quả trong việc thanh lọc da, hút hết bụi bẩn trong da nên tránh được vấn đề về viêm nhiễm và mụn ẩn. Hơn nữa qua đó dưỡng chất có thể thấm sâu hơn và tạo nên tác dụng tối đa, mặt nạ sexy look chàm trà, chà, đây là một loại dành cho da mụn với đá hắc diện thạch với chiết xuất từ các thành phần chiết xuất cây phì có công dụng loại bỏ dầu thừa trên da hạn chế mụn giảm mẩn đỏ điều trị mụn trứng cá thêm vào đó cây phì còn giúp thải độc tố hỗ trợ phục hồi các tổn thương da làm chậm quá trình lão hóa da thúc đẩy tuần hoàn máu mang lại cho bạn làn da hồng hào tươi trẻ tinh dầu tràm trà nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn và thanh lọc mạnh mẽ làm giảm viêm sưng hiệu quả đặc biệt với những nốt mụn viêm sưng ngoài ra tràm trà còn có khả năng nuôi dưỡng da ngăn ngừa lão hóa, kiểm soát dầu vượt trội, vì những công dụng tuyệt vời này mà chàm trà chà luôn là một trong những thành phần vàng trong làng làm đẹp được chị em khắp thế giới săn đón không ngừng. Mình đắp khoảng 15 đến 20 phút, cảm giác mát nhẹ nhẹ không châm chích gì hết nên rất thích tháo mát ra lớp dưỡng chất còn nhiều. Dùng tay thoa thoa, massage một lúc vỗ vỗ mấy cái rồi để tầm 2, 3 phút gì đó là mặt ráo ngay, thấm khá là nhanh nên mình hơi ngạc nhiên đáp xong để khoảng 20 phút điều cảm nhận được rõ nhất là những đốm mụn viêm xe lại da trắng hơn tí cũng có căng mịn lên mặt nạ đen S-E-X-Y-L-O-O cây bán ở đâu hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm mặt nạ đen S -E -L o cây tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của mặt nạ đen S -E -L o cây để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết hướng dẫn mua mặt nạ đen S -E -L o cây trực tiếp từ nhà sản xuất bước một anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất Bước 2, bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3, sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của mặt nạ đen S-T-X-Y-L-O-O-K -E sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4, sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm mặt nạ đen SEXYLOOK chính hãng. Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của mặt nạ đen SEXYLOOK để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.